cái phần số cái bài số 9 ha. Phần 2 thang âm pha trưởng, hợp âm trong thang âm hợp trưởng pha trưởng. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi lên bảng giúp mình nha. Rồi, mình cũng ôn lại công thức mẫu giọng đô trưởng. Như lần trước mình đã nói rồi các bạn, thì tất cả các thang âm trưởng thì nó phải dựa vào thang âm đô trưởng để làm công thức mẫu. Tất cả các âm thang âm la thứ nó đều dựa vào công thức giọng la thứ để làm công thức mẫu ha. Như vậy giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại giọng đô trưởng ha. Giọng đô trưởng chúng ta sẽ có công thức là từ bậc 1 tới bậc 2 là 1 cung, từ bậc 2 tới bậc 3 là 1 cung, từ bậc 3 tới bậc 4 là mi pha là nửa cung. Rồi 4 là 5 là 1 cung, 5 tới bậc 6 là 1 cung, 6 tới bậc 7 là 1 cung, và còn lại bậc 7 trừ bậc 1 là 1 phần 2 cung. Như vậy thì cũng như lần trước thôi, chúng ta sẽ phải làm cho cái giọng pha trưởng này nó đúng với công thức của giọng đô trưởng. Thì chúng ta sẽ có giọng pha trưởng ha. Rồi đầu tiên từ bậc 1 tới bậc 2 một cung nha các bạn, một tốt hai thì phải là một cung, pha tới son thì chúng ta học là một cung, đúng rồi. Rồi từ hai tới ba chúng ta phải có một cung, son tới la cũng là một cung, đúng không các bạn, một cung. Xét theo công thức ha. Rồi riêng cái này bậc ba tới bậc bốn chúng ta cần nửa cung, la tới si mình học là một cung, đúng không các bạn. Như vậy đây các bạn phải làm sao cho cái vị trí 3 tới 4 của cái thang âm pha trưởng này nó là nửa cung. Như vậy do nó là la tới si là một cung cho nên mình phải giảm nó đi. Như vậy ở đây mình sẽ sử dụng dấu dáng ở vị trí nó si này ha. Thì ở đây nó sẽ trở thành nửa cung, 1 phần 2 cung. Rồi từ si bây giờ là si dáng tới đô, chúng ta cần một cung, si tới đô là nửa cung, mà si dáng tới đô là một cung, chính xác rồi các bạn ha. Rồi tương tự chúng ta cần từ bậc 5 tới 6 là một cung, đô tới re là một cung, chính xác một cung. Ok, tiếp theo từ bậc 6 tới 7 chúng ta cần một cung, re tới mi là một cung, chính xác luôn rồi, ta không phải sửa gì nữa hết. Rồi cái cuối cùng từ 7 về 1 và là nửa cung, mi thế pha mình học rồi, nửa cung ha, chính xác luôn. Rồi ok, như vậy công thức của giọng pha trưởng nó cũng có một cái dấu dáng ở vị trí nó xì ha. Như vậy mình cố tình làm hai cái giọng này, giọng re thứ và giọng re thứ lần trước đó, và giọng này giọng pha trưởng nó cùng cái bộ dấu hóa là có một dấu dáng. Như vậy mình đã nói rồi, bất kỳ một bộ dấu dáng này, ví dụ một dấu dáng, hai dấu dáng, ba dấu dáng, bốn dấu dáng, năm dấu dáng, một dấu thăng, hai dấu thăng, ba dấu thăng, bốn dấu thăng, vân vân, thì một cái bộ dấu hóa đó bao giờ nó cũng có một giọng trưởng và một giọng thứ đi theo nó các bạn ha. Thì đối với cặp có một dấu dáng này thì chúng ta sẽ có thang âm pha trưởng và thang âm re thứ trước mình học à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần tiếp theo là các hợp âm trong thang âm pha trưởng nha các bạn. Rồi chúng ta qua phần tiếp theo là các hợp âm trong thang âm pha trưởng. Thì các bạn để trên bảng giúp mình nha. Thì chúng ta cũng xếp lên thôi, bậc 1 pha la đô ha. Pha tới la là 2 cung, la tới đô là 1 cung rưỡi, nên đây chúng ta sẽ có pha trưởng. Bạn nào không có tính kịp đấy, thì các bạn cứ nhậm tính từ từ dựa vào số cung chúng ta sẽ tính nó được nha. Xem lại những bài trước nha. Son, si, re. Rồi ở đây son, si, re. Ở đây là nó si dáng nha các bạn, chú ý giùm mình nha. Si dáng, son tới si dáng là 1 cung rưỡi, từ si dáng cái re là 2 cung, cho nên đây chúng ta sẽ có âm son thứ. Rồi tiếp theo bậc 3 chúng ta sẽ là do mi, rất là quen ha các bạn ha.
La tới đô là một cung rưỡi, đô tới mi là hai cung, nên đây chúng ta sẽ có la, la thứ ba, bốn, si, rê, pha, si giáng, rê, pha, si giáng tới rê là hai cung, rê tới pha là một cung rưỡi, cho nên chúng ta sẽ có hợp âm si mà là si giáng trượng nha các bạn, si giáng trượng. Rồi tiếp theo bậc năm, bậc năm như lần trước mình nói rồi đó, thường bậc năm chúng ta sẽ hợp âm bảy, nên chúng ta sẽ có đồ mi son thì đó các bạn, đồ mi son và nó si đó các bạn, si theo mình nói nữa, và đây là si giáng nha các bạn, để ý mừng nha. Và đây chúng ta sẽ có hợp đô, đô bảy, đô bảy ha, rất là cho nó rõ, hợp âm đô, đô bảy. Rồi tiếp theo ở đây chúng ta có rê, pha, la và sáu, tức là hợp âm rê, rê thứ. Rồi tiếp theo bậc bảy, ta sẽ lên mì, son, si. Mà đây là si giáng nha, mình viết để các bạn để ý á. Mì, son, si giáng. Hai mì tới son là một khoảng ba thứ, tức là một cung rưỡi. Từ son tới si giáng là cũng là một khoảng ba thứ, là một cung rưỡi, nên đây chúng ta sẽ có mì giảm nha các bạn. Và trở lại bậc một là pha trưởng. Ok các bạn coi các tính chất của từng bậc hợp âm trong thân âm pha trưởng cũng giống như trong đô thứ bậc bảy, đô trưởng bậc bảy nó cũng là mi si giáng, si giảm các bạn. Xem lại giúp mình ha. Như vậy tóm lại trong thân âm pha trưởng chúng ta sẽ có bậc một là pha trưởng, bậc hai son thứ, bậc ba là la thứ, bậc bốn là si giáng trưởng, bậc năm là đô bảy, bậc sáu là rê thứ, và bậc bảy ta sẽ sử dụng hợp âm mi giảm ha. Như vậy ở trong cái bài này thì nói chung là mình cũng muốn nhắc lại cho các bạn là trong một bộ khóa, ví dụ trong một bộ khóa trong cái bài này dạy các bạn là có một, hướng dẫn các bạn là có một kiểu dáng thì nó sẽ có hai thang âm, ta gọi là thang âm song song đó. Thì gồm có thang âm pha trưởng, trưởng là thang âm pha trưởng, thứ là thang âm rê thứ mình nói ở phần trước ha. Rồi các bạn, như vậy tất cả khi mình nắm như vậy rồi thì sau này những cái thang âm khác mình muốn hình thành nó thì mình cũng dựa theo cái công thức. Nếu mà thành lập giọng trưởng thì các bạn cứ lấy giọng đô trưởng ra làm ra số cung nó ra như như cái đúng cái công thức của giọng đô trưởng. Còn nếu các bạn muốn thành lập thang thứ thì các bạn cứ lấy cái gì, cái giọng la thứ, các bạn xếp cái số cung cho nó y chang như vậy thì nó sẽ ra cái công thức của giọng đó. Và các bạn chịu khó xem lại clip để các bạn hiểu hơn, và các phần nào chưa hiểu được các bạn có thể comment ở bên dưới thì mình sẽ xin hướng dẫn giải thích thêm cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.